Chào mừng các bạn đến với Overmore Concept, và đây là video thứ 3 trong chuỗi hành trình của chúng tôi tham dự Eurobuy 2024. Thật sự thì Eurobuy là một sự kiện rất là lớn và chúng tôi vẫn đang tìm kiếm những cái nội dung hay để chia sẻ tới các bạn. Hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ chúng tôi trong hành trình này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với gian hàng của Zform. Zform là một hãng đồ bảo hộ thể thao đến từ Mỹ. Các sản phẩm của Zform đang được phân phối tại Overmall. Đặc trưng của Zform là công nghệ SmartFlex, là một vật liệu mềm dẻo khi hoạt động nhưng sẽ cứng lại để bảo vệ các bạn có những cái tác động từ bên ngoài. Các sản phẩm của Zform bao gồm miếng bảo vệ đầu gối, khuỷu tay, lưng. Ngay bên cạnh Zform là gian hàng của hãng vành Fulcrum. Fulcrum là một hãng vành đến từ Ý, và gần đây nhất thì Fulcrum đã ra mắt mẫu vành Shark Q. Mẫu vành này có thể sử dụng trên cả cái xe đạp road và xe đạp gravel. Shark Q là sản phẩm cao cấp của Fulcrum, nhưng mà cái giá thành so với cả những cái sản phẩm tương tự của các hãng khác thì nó giá thành tốt hơn rất nhiều. Nhiều người chưa biết thì Fulcrum là thương hiệu cùng với cả Campagnolo, là hai thương hiệu của cùng một tập đoàn. Thế nên là họ có thể chia sẻ những cái công nghệ với nhau, và họ có thể là cùng phát triển những sản phẩm để phục vụ cái tệp khách hàng riêng của mỗi thương hiệu. Cái việc mà Fulcrum mang đến sản phẩm Shark Q này cho xe đạp thế giới, đó là cái nhu cầu mà sử dụng một chiếc xe nhưng với nhiều địa hình khác nhau đang ngày càng lớn. Người ta không còn có quá coi trọng là chiếc xe này phải là xe road hay là phải xe gravel, mà sự đơn giản đến từ một chiếc xe có thể sử dụng được nhiều mục đích khác nhau, và đó là cái sự ra đời của chiếc vành Shark Q. Là như các bạn đã biết thì Prologo, một hãng Yên đang hiện nay đang rất là trendy trên thế giới, khi mà các bạn nhìn thấy trên poster là nhà vô địch của chúng ta rất nhiều năm liền. Prologo thì nổi tiếng với những cái sản phẩm Yên về xe đạp road. Rất nhiều hãng lớn trên thế giới hiện nay thì đang sử dụng Prologo, công năng và những màu sắc rất là bắt mắt. Hôm trước thì chúng ta đã thăm gian hàng của Paktun, thì hôm nay thì một gian hàng về dụng cụ sửa chữa, về đồ cầm tay rất đặc biệt của Đức, đó là Wira. Chúng ta hãy ngắm qua cái gian hàng của Wira. Wira thì cũng như Paktun thì là một hãng dụng cụ cầm tay hàng đầu thế giới. Wira mang cái chất Đức khá là nhiều với sự chắc chắn và bền, thì bản thân Overmall cũng đang sử dụng rất nhiều của những cái sản phẩm của Wira. Chúng ta hãy cùng đến với một gian hàng chuyên dành cho những khách hàng mua xe đạp mà không cần nghĩ về giá, đó là thương hiệu Passoni từ Ý. Passoni có thể nói là một thương hiệu mang đến cái tính nghệ thuật rất là cao đối với ngành xe đạp thế giới hiện tại. Toàn bộ chiếc xe được sản xuất tại Ý với những người thợ thủ công và những cái chất xám hoàn toàn đến từ Italia. Passoni chuyên sản xuất xe đạp có khung và fuộc từ titan. Fuộc thì có thể có phương án là từ carbon. Một cái bộ khung và fuộc của Passoni có giá rơi vào khoảng từ 9 đến trên 10 ngàn euro, và một chiếc xe đạp thì có giá vào khoảng là 20.000 euro. Đây là một cái giá mà chỉ có những người mà không quá quan tâm về kinh tế thì sẽ đặt hàng của hãng. Mỗi chiếc xe thì được sản xuất riêng cho bạn và có đánh số thứ tự riêng biệt. Passoni sẽ thu thập những cái thông số của bạn cũng như là sở thích của bạn, sau đó là sẽ cùng với bạn lên thiết kế, rồi mất đến khoảng 4 đến 6 tháng để hoàn thiện chiếc xe đạp trước khi ra tay khách hàng. Cái sự khác biệt của Passoni đó là chất lượng và cái độ hoàn thiện cực kỳ cao, cũng như là cái độ cá nhân hóa lớn đối với cho một chiếc xe đạp. Passoni có rất nhiều những cái lựa chọn về màu sắc và option trên chiếc xe. Các bạn có thể lên trang web của Passoni để tham khảo. Có thể thấy chiếc xe ở đây, chiếc xe rất là đẹp với bộ chuyển động của Campagnolo Super Record, với đùi đĩa, tay lắc và cùi lề đều làm từ carbon. Dàn đầu cũng được làm liền với những cái màu sắc khác biệt. Bạn có thể thấy là dàn đầu và cái fuộc khi mà nhìn từ có hai màu, một màu tím và một màu xanh ẩn ở phía dưới. Các cái chi tiết được hoàn thiện thực sự là rất là tốt. Bộ vành thì cũng được làm thủ công tại Ý của một thương hiệu đặt riêng từ Passoni. Nhìn chung Passoni thì không dành cho số đông, mà sẽ dành cho một tệp khách hàng nhỏ nhưng mà rất là trung thành. Theo chia sẻ từ hãng thì có những người mua xe đạp một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, có những chiếc xe chỉ để treo lên và có những chiếc xe để ngắm, và có một chiếc xe Passoni riêng để đạp. Cũng giống như những cái thương hiệu lớn thì Passoni có những cái bộ sưu tập khác nhau để người chơi có thể sưu tập, không nhất thiết phải dùng để đi để tập luyện. Và chúng ta sẽ đến gian hàng của Kettlebell, một thương hiệu sản xuất những bộ chuyển động từ dây Cura. Những chiếc dây Cura này đã được gắn ở trên những sản phẩm của Marine Bike là Presidio 3 và ở những cái video mà Overmall thực hiện. Đến đây thì tôi mới thấy Kettlebell là một thương hiệu tiên phong trong cái lĩnh vực sản xuất dây Cura trong xe đạp. Không chỉ là những dòng xe City được gắn dây Cura, mà những cái dòng xe khác thì Kettlebell đều có dây Cura để phục vụ. Ở đây chúng ta có thể thấy là những chiếc xe MTB, những chiếc xe full suspension thì đều được gắn
đều được trang bị dây Cura. Cái việc mà trang bị dây Cura lên xe đạp thì nó sẽ mang đến rất nhiều lợi ích, trong đó có việc là không phải chăm sóc thường xuyên, không phải là bảo dưỡng và độ bền khá là cao. Đến với gian hàng tiếp theo là một thương hiệu cũng sử dụng bộ chuyển động bằng dây Cura, đó là Schindler and Hewer, và sản phẩm của họ thiên về city bike và e-bike. Các bạn có thể thấy trên video là một chiếc xe fifth gear. Chiếc xe fifth gear này có giá cũng tương đối cao. Cái bộ khung của chiếc fifth gear này được làm bằng carbon nên là cái trọng lượng của chiếc xe tương đối nhẹ. Trong đó thì những cái bộ phận để đảm bảo cho chuyển động của fifth gear thì vẫn được sử dụng bằng thép, một cái sản phẩm khá là đẹp và đặc trưng đến từ hãng này. Thương hiệu tiếp theo đó là Ducati, một thương hiệu rất nổi tiếng với những chiếc xe mô tô phân khối lớn. Tuy nhiên thì theo một xu thế chung, các hãng phân khối lớn hiện nay cũng đang sản xuất thêm những sản phẩm về xe điện. Cái sự tham gia của những cái hãng xe máy phân khối lớn trong cái lĩnh vực xe đạp e-bike càng làm cái màu sắc của cái thị trường e-bike trên thế giới trở nên sinh động hơn rất nhiều những năm gần đây. Chúng ta sẽ đến chào người bạn của Overmore đến từ Upbay. Trước đây Overmore cũng đã nhập những cái sản phẩm của Upbay về để bán ở tại thị trường Việt Nam. Hôm nay qua lần đầu tiên mà chúng tôi gặp những người bạn đến từ Upbay ở đây thì có bộ cân vành mới. Các bạn có thể nhìn ngắm bộ cân vành mới rất là đẹp, được đầu tư khá là kỹ lưỡng, thì đúng với cả cái châm ngôn của Upbay, đó là cái sự chính xác phải là tuyệt đối. Thì chiếc giá cân vành này là một cái gì đó rất là đặc biệt khi Upbay mang đến cho mọi người chiêm ngưỡng. Tại Eurobike Show hiện nay thì chiếc giá cân vành này nên đang cháy hàng, và các bạn cũng phải đặt một thời gian và chờ một thời gian nữa để cho cái đợt sản xuất mới của chiếc giá cân vành. Giá của nó bán lẻ tương đối lớn, và ngoài cái việc mà sử dụng hàng ngày thì những cái người yêu đam mê xe đạp có thể sử dụng để làm vật trang trí. Ram tại Eurobike Show lần này cũng đã đầu tư một cái gian hàng vô cùng lớn với đầu những cái bộ chuyển động và những chiếc xe có gắn bộ chuyển động của SRAM. Mà đến với gian hàng của SRAM, các bạn có thể nhìn thấy ngay được con đại bàng đúng với cả cái chất SRAM Eagle, làm hoàn toàn bởi những cái thùng mà SRAM đang sản xuất, được lắp đặt như là một tác phẩm nghệ thuật để cho mọi người cùng ngắm và thưởng thức. Đây có những bộ group set MTB đã được nhắc đến rất nhiều về độ chắc khỏe và độ nhạy khi chuyển số. Đồng thời trên xe road đó là bộ SRAM Rest AXS mới nhất. Bên cạnh gian hàng của SRAM là những cái sản phẩm khác cũng nằm trong hệ sinh thái của thương hiệu này, đó là một thương hiệu phục khác. Tuy nhiên là mà đã có rồi thì cái thương hiệu khác chúng ta cũng không nên quan tâm. Chúng ta sẽ cùng lên thăm gian hàng của NV. NV thì cũng giống như Nago hay là Prologo đang được hưởng lợi rất nhiều từ cái sự ao trình của Tadej Pogacar. Trước ở gian hàng của NV thì chúng ta có thể thấy một chiếc xe được lắp với những cái cấu hình tự như Tadej Pogacar đang sử dụng, đó là một chiếc xe với khung của Konago, và bộ phận về bánh hay là dàn đầu đều được sử dụng bởi NV. Chiếc xe này được sử dụng cái bộ group set của Shimano Tura Ace 2 Chu. Đây thì NV nổi tiếng với việc sản xuất các cái phụ tùng và phụ kiện carbon. Tuy nhiên thì thời gian gần đây thì NV cũng đã lấn sân sang việc sản xuất khung xe đạp. Ở đây chúng ta có thể thấy những cái sản phẩm xe đạp đến từ NV, mẫu road, gravel rất là đẹp, và hy vọng là NV sẽ có những bước chuyển mình mới trong cái thời gian tiếp theo. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với thương hiệu Aegon. Aegon khác biệt so với thị trường khi mà toàn bộ những thiết kế của họ đều được nghiên cứu kỹ trước khi ra mắt, và cái mục đích của Aegon nói nôm na là không để cho các bạn bị đau khi đạp xe, hay nói một cách khác là khiến cho việc đạp xe của các bạn trở nên thoải mái hơn tất cả. Thì nhiều khi nhìn vào thiết kế của Aegon thì bạn có thể cảm thấy là nó không được bắt mắt, thế nhưng mà cái việc mà cảm nhận đối với người sử dụng đó là điều mà Aegon hướng đến. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy những cái mô hình về xương tay và xương chậu được Aegon cho trang trí ở trên quầy của mình, để mọi người đến có thể thấy là hãng đã tập trung rất nhiều về cái hiệu năng của những cái phụ tùng mà họ sản xuất. Thời gian gần đây thì Aegon cũng đã hướng đến việc sản xuất sản phẩm ở những cái dòng xe đua như là xe TT Bike và xe MTB Full Suspension. Thì với những cái bước chuyển mình mới của Aegon thì chúng ta có thể cùng chờ đón những cái sản phẩm tốt hơn của Aegon đến với thị trường trong thời gian tiếp theo. Cuối giờ chiều của sự kiện thì tôi có ra ngoài và gặp
vài nhân viên của những hãng xe đạp đang giải trí bằng cách tập luyện. Tuy không phải là vận động viên nhưng những nhân viên xe đạp của các hãng tại Đức cũng rất là củ nghệ. Và các chiếc của Trial ở đây các bạn có thể thấy là xe đạp của anh này là xe đạp gấp. Các chiếc xe đạp như Wheelie 180 hay là Bunny Hop đều được thực hiện khá là thuần thục. Khu vực chơi của BMX thì chúng tôi cũng thấy rất nhiều những vận động viên được mời tham dự thực hiện đang tập luyện những kỹ năng của mình. Thì có thể biết là một chơi xe đạp đầu của châu Âu riêng và thế giới nói chung, nên là đẳng cấp của những người chơi ở đây cũng là tốt, và các bạn có thể thấy họ thực hiện những cái trick khó tương đối là dễ dàng. Đức năm nay đăng cai Euro 2024 nên ban tổ chức cũng rất chiều lòng những người hâm mộ bóng đá tại Eurobike khi có một màn hình riêng để chiếu đá bóng. Và ngày hôm nay thì có trận tứ kết giữa Đức và Tây Ban Nha. Không may là Đức thua trận và các cổ động viên rất là buồn, là cách mà các cổ động viên Đức làm xoa dịu nỗi buồn của họ. Kết thúc ngày 3 sau 2 trận tứ kết và một buổi party tại Eurobike thì tôi đang trên đường về và bắt gặp một cảnh tượng đặc trưng của nước Đức khi những chiếc xe ô tô của BMW được vận chuyển trên chiếc tàu dài, tôi nghĩ phải đến khoảng 20 khoang tàu được chứa đầy các cái xe cao cấp. Và kết thúc ngày thứ 3, hy vọng các bạn thích video và tiếp tục đồng hành cùng tôi tại video ngày 4. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.